Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại channel của mình là Coi và mình đã quay trở lại rồi đây. Chào mọi người quay trở lại với siêu phẩm QOBONQ. Hôm nay thì mình sẽ đại chiến cái giải ngoài hàng này. Tất nhiên da trắng đen, ui giời, tề được phết đấy. Chào em yêu, clip có clip luôn. Lên tivi sướng ngon lành chứ gì nữa. Ui giời, choáng sớm đấy, ui giời ơi, làm gì đấy kia em yêu. Ui ơi, vỡ mặt chưa, một trưởng Kame. Bạn nhận được 10k vàng. Cứ tưởng 10 triệu nếu như mà đi một vòng win mà 10 triệu thì cũng đáng nên đi đấy. Hôm nay thì mình sẽ cầm QOBONQ đi. Và mình sẽ mang trên người đó là 2 món 9%, 3 món 9%, Grada 1800 nhá. Sức đánh hôm nay 285k. Vậy thì có gì trong hành trang mà tới với 285k như vậy, chúng ta cùng nhau xem nào. Đó chính là con đệ 91k sức đánh, con đệ trâu bò nhất server 2. Mình xin nhắc lại, đây là con đệ trâu bò nhất server 2 cho đến thời điểm hiện tại. Thì đây là cái găng 18%, cái quần 18%, cái radar cái găng thần 30% HP, cái giày lưỡng long 1800 sức đánh và cái radar 1800. Đây thực sự là con đệ trâu bò nhất CO2 đây rồi, quá kinh khủng luôn. Phải nói rằng một cái cấp bộ độ quá vượt bậc, 91k sức đánh, quá kinh điển, quá ghê, quá ghê. Rồi hôm nay thì mình sẽ quẩy cho anh em biết là nó mạnh như thế nào nha anh em. Ha ha, đây nè, hôm nay không biết mình có vô địch được không, nhưng mà mình cũng khá là tự tin khi qua được vòng 1 và khá là êm đềm luôn. Gặp thanh niên, một thanh niên nhóc nhóc mà choáng trước nữa, đã nhỏ bé rồi mà còn choáng sai lầm nữa. Sai lầm ở cái choáng, công nhận là sai cái gì thì sai, đừng có bao giờ nên sai lầm ở cú choáng. Đấy, chết như chơi, chết như rươi, không phải đùa đâu. Đấy thì hôm nay mình sẽ để ở trên trang bị đó là đấm này, Kame, đấm Kame Thái Dương Hạ San là phải có. Như Namek á, chiêu Masenko không có thì cũng không sao, nhưng mà trái đất phải có Kame, bắt buộc vậy. Tại vì Kame quá mạnh luôn, Kame dồn đam kinh lắm anh em ạ. Đây này anh em xem này, tăng 450% sức đánh nha. Tức là thí dụ như mà anh em trưởng thường, ví dụ như anh em đánh thường mà bao nhiêu là nó tăng 450% lên là ui dồi ôi. Đánh ví dụ như bây giờ là đánh 200 nó trưởng vào 800 đi. Trời ơi, vỡ mồm. Chúng ta cùng nhau ngắm lại đồ con đệ một tí nhá. Đồ con đệ thì quá là khủng khiếp rồi. Nói chung là khủng khiếp nhất, server 2 thì còn gì nữa. Không còn gì để nói. Trận 2 của chúng ta sẽ gặp đó chính là anh KK VIP. Mình sẽ chạy qua chạy lại để thể hiện một thái độ gọi là ui dồi. Ui dồi ôi, trọng tài làm gì thế kia? Đếm số từ từ, trọng tài ơi, thanh niên này để xem nó có làm gì được mình không nào. Chắc một Kame thôi, cũng chỉ là một hí tợi. Anh em xem mình biểu diễn này, đây là cú biểu diễn thần tốc. Ui dồi ôi, trói lại kìa, quá kinh điển. Đang thanh niên anh KT VIP anh ta đã trói mình lại rồi, và liệu anh ta có khiêng không đây? Một cú trói quá là đẹp mắt luôn. Ui dồi, tay mình đang chỉ ra giống như là đang bắn cả, đúng rồi, đang bắn Kame nhưng mà bắn xịt anh em ạ. Ui dồi ôi, thanh niên kìa, rồi nó nghĩ là nó không ấy được. 5.9 HP, quá kinh khủng. Và đợt trước thì mình quên mất là sẽ mang đồ như thế này đi quẩy ngọc rồng Namek, nhưng mình không thích. Mình vẫn thích cái gu là mang đồ 900 sức đánh. À, lác rồi, ôi giời ơi anh em kìa. Nó hay bị lác kiểu này thực nha. Ôi giời ơi, nhìn này anh em. Anh em nhìn này, oách xa lách không? Này, hai hành trang nhá, mình hai hành trang nhá. Có chuyện vui để làm nữa đây. Đấy, hai hành trang này, mình là hai giáp luyện tập cấp 3. Anh em thấy chưa, cái đẳng cấp nó nằm ở chỗ này đây này. Đấy, hai giáp luyện tập cấp 3. Oách xa lách, đấy, hai cải trang da đá. Đấy, anh em có thể nhìn rõ trên màn hình nhá. Mình không hề photoshop hay gì nhá. Nó bị lag, mắc lag luôn. Anh em xem kìa, nhìn đẳng cấp vãi ra. Nhìn kìa, đấy, hai radar 1800. Mà radar này chí mạng nhiều cực nhá. Tổng chí mạng là lên tới 22%, hơi bị kinh đấy. Mà cái arc này mà chí mạng gốc 300 chứ. Chí mạng gốc mà 4% tuyệt cúng hèo rồi. Có cái dịch chuyển tức thời 150% sát thương cũng được luôn. Quá khủng khiếp luôn chứ lại. Đấy, đấy anh em thấy chưa, đấy, kinh chưa kìa. Đấy, nhìn cái đẳng cấp nó nằm ở chỗ này này, cũng nằm đâu hết á. Đấy, quá kinh luôn. Ma bư mập này, đấy, avatar VIP 17% này, da đát này. Đấy, rồi ôi, hai ạc y chang nhau. Nhìn cứ như, rồi ôi, khắm lọ vờ lờ anh em ạ. Thôi được rồi, chúng ta sẽ quay trở lại giải đấu nào. Vòng thứ 3 này chúng ta lại gặp một thanh niên xây ra follow ZZZ. Ui dồi ôi, thanh niên 235k HP, có vẻ khá là trâu bò. Bây giờ mình sẽ chạm trán với anh ta ở vòng 3 này, không biết anh ta có nhường mình được không. Mình sẽ cố gắng hết sức để làm cho anh em một trận đấu cực kiếp. Dẫn có biến khử đến từ follow, anh ta là khỉ bảy, không phải là dạng vừa đâu. Và có một cú di chuyển, một cú Kame 3.1 HP. Oh my god, mình vừa nhận ra là sau cú di chuyển cú Kame không crit nha.
không phun chí mạng, không bị chí mạng nha. Chốt kỳ với ta để mình test lại cái nào. Giờ sẽ dịch chuyển xong rồi chuyển camera thử coi nó có chí mạng không. Ủa rõ ràng là chí mạng mà sao nãy mình dịch chuyển chắc là thằng đó HP thấp quá anh em ạ. Quá hài luôn. Trời ơi, thôi mở đồ đệ tử cho anh em ngắm chơi đấy. Đây là con đệ khủng nhất server 2. Anh em cứ việc ngắm thoải mái nhá. Úi dồi ôi, Demon này, Atomic này, Thái Dương Hạ San cấp 7 này. Trạng thái nhá, không phải là sức đánh cao mà nó còn HP, lượng HP của nó tạo ra còn rất là khủng khiếp, tới 813k 3 HP, rất khủng khiếp luôn. Kai thì 446k, giáp gốc 2k8, đệ chí mạng 21% anh em. Trời ơi, ủa sao hợp thể lại không tính chí mạng chung ta? Nếu như mà con đệ mình nhá, thí dụ con đệ mình chí mạng 21% thì hợp thể lại thì sư phụ nữa, sư phụ thêm 22% nữa thì tổng cộng phải là 4+ chứ, đúng không? Tại vì sao hợp thể lại mà chỉ tính HP với lại KI với lại sức đánh chứ không tính giáp với lại chí mạng ra. Nếu tính chí mạng hay tính giáp thì bá đạo luôn. Để trưởng cú nào crit phát đó siêu kinh điển. Thôi mình đã được vào vòng 4 rồi, khá là dễ dàng và đơn giản. Gặp toàn những thằng gọi là ảo tưởng sức mạnh và chắc là đến bây giờ thì nó cũng làm xong nhiệm vụ hết rồi. Bây giờ mà thằng nào mà kêu nhường em đi anh QOBO, em làm nhiệm vụ vòng 2 đại hội võ thuật. Ui giời, mấy thể loại đó chấp gì nữa. Giết hết, giết hết. Anh em một số thanh niên mình làm clip đầu tay của QO, sự trở lại QOBO một số thanh niên cũng ghiền rồi nhưng mà chưa mua nổi. Đấy, và tiếp theo của chúng ta đó chính là A nhất 06 181 HP, không có hợp thể luôn. Và đây là một thanh niên Namex siêu siêu kinh điển luôn. Quá siêu kinh điển. Và bây giờ mình sẽ xài cú quả cầu kinh khi ở vòng này. Đấy, xài tí cho nó đẹp. Đây là cú quả cầu kinh khi thần thánh được tạo ra từ QOBONQ. À nhất anh ta đang chống đỡ nhưng mà không chống đỡ được. HP hiện ra mình nhìn không rõ luôn anh em. Trời ơi, anh ta hồi sinh lại kìa, mất một ngọc thôi cưng à. Hồi sinh lại làm gì thế kia? Bó tay với thanh niên còn hồi sinh lại, nó không lo về nhà đi hồi sinh lại làm gì? Trời ơi, một cú quả cầu kinh khi giáng trời làm đất gì luôn, sập tất cả luôn. Trời ơi, quá kinh điển luôn. Và anh em biết tại vì sao quả cầu kinh khi nó bưng hai tay nó rộng xuống giống như Sonoku ở trong bộ truyện tranh Ngọc Rồng Online không? Tại vì đây là quả cầu kinh khi cấp 7, anh em nên nhớ vậy. Đấy, quả cầu càng cao thì trưởng càng đẹp thôi, trưởng càng to. Đấy, anh em thấy không? Anh em đọc cái chỗ quả cầu kinh khi đi. Quả cầu năng lượng có mức sát thương cực lớn, gây sát thương 1100 nha. Thí dụ như anh em trưởng Kame mà được 800 đấy, Kame là nó chỉ tăng 450% thôi này. Còn cái quả cầu kinh khi này nó tăng tới 1100. Trời ơi, trưởng boss phát tỷ phải nói rằng 10 triệu mười mấy triệu là chuyện quá bình thường. Trời ơi, mang đồ thế này mà đi săn boss thì cũng hơi bị đỉnh đó nha anh em. Dịch cú nào thì thấm cú đấy, vỡ mồm luôn. Quá kinh khủng. Skill mát hết à, rất ghê. Hạc này bao nhiêu thằng ghiền ấy, chả đùa đâu. Thôi được rồi, chúng ta quay trở lại với sàn đấu. Và hiện tại mình đã vào vòng 5 rồi, không ai có thể ngăn cản được QOBONQ. Mình đang bất tử. À, quá kinh điển, gặp toàn những thằng cùi. Để mình xem thử coi khu đông người không. Nếu khu đông người thì hiện tại thì vẫn còn rất nhiều giải diễn ra. Ui trời ơi, vẫn còn rất đông. Vẫn còn hiện tới 9 khu trên 7 người. Nếu như mà 9 khu à, để mình tính thử nhá. Để mình tính thử coi còn khoảng bao nhiêu vòng nữa. 9 × 7 nhá, 9 × 7 là 63, 63 chia 2, 1 vòng. Đấy, bây giờ mình sẽ tính cho anh em xem luôn. Chia 2, 2 vòng. Đấy, chia 2, 3 vòng, 4 vòng. Vậy là 5 vòng nữa anh em ạ. 5 vòng nữa. Theo như mình tính toán thì 5 vòng nữa. Cố lên nào, coi ông thứ 957 ơi. Và trận đấu tiếp theo của chúng ta đó chính là ZNZT. Anh ta là thanh niên trái đất xây ra hay gì đây? Có vẻ như là một thanh niên trái đất thì phải có khiên tạo ra thôi. 2 rồi, 1 rồi, rất kinh khủng luôn. Và bây giờ đã có khiên được tạo ra. Bây giờ là cú dịch chuyển và cú Kame mất khiêng luôn rồi, nát khiêng. Và anh ta lên bảng rồi, rất tuyệt vời. Thanh niên ZLZT14, anh ta chỉ biết đứt đầu và bỏ về nhà thôi, không còn cách nào khác. Cú dịch chuyển tức thời quá mạnh đến từ QOBO. Đúng là cú giáng trần, quá dữ, quá nhanh, quá nguy hiểm. Đây người ta gọi là quá xanh, quá nguy hiểm rồi. Rất chi là siêu kinh điển. Hồi nãy mình tính là còn mấy vòng nhỉ, mình quên mất rồi nhỉ. Hiện tại bây giờ đã là tới là 6 vòng rồi, tầm 10 vòng là hết cái giải này thôi. Mình nghĩ tầm 10 vòng là hết cái giải này thôi. Vẫn cố lên nào QOBONQ. Cố lên nào. Vẫn đang cố gắng mọi nỗ lực để giành lấy chiến thắng nha anh em. Hiện tại thì nếu như mà có vô địch thì cũng không được đá anh em. Nhưng mà được báo tên là cũng ấm bụng rồi.
được báo tên trên danh sách của trọng tài là ấm bụng rồi. Một ngày làm vô địch một cái thì phải nói rằng nó báo tên liên tục, phải đang phê lòi. 39 giây là chúng ta sẽ có trận đấu tiếp theo. Bây giờ thì mình sẽ chạy đi chạy lại khởi động tay chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp, không biết có hồi khiêng kịp không đây. 39 giây nữa thôi. Nội tại của mình thì nội tại 150% dịch chuyển tức thời. Thí dụ như anh em dịch chuyển bình thường xong anh em trưởng Kame 2 triệu thì cái này tăng 150%. Tức là anh em dịch chuyển xong anh em trưởng Kame là nó tăng lên tới 150%. Tức là tới 6 triệu là nó rất kinh khủng luôn. Quá ghê luôn. Nói chung là nó, nó tăng 150% là 3 triệu năm chứ. Xin lỗi anh em tính nhầm nhá. Hồi lâu học toán toàn 1,2 anh em ạ. Có đi học thêm đầy đủ nhá, nhưng mà đi học thêm toàn cúp đi chơi net, gọi là các kiểu mà mỗi lần cúp đi chơi net y chang đang sợ thầy giáo gọi điện về nhà. Đấy, các kiểu ba la các kiểu đấy. Rồi những thanh niên mà gọi là hay đi chơi net, hay đi học thêm cúp học á, những thanh niên đó là mới nệ. Ơ, đừng có quay vòng tròn nha em, cho em vào trận đi anh ơi. Anh gì ơi, cho em vào trận đi nào. Ôi rồi ơi, sao lại thua nhà mà. Lát thua nhà mà quay xin chờ quay vòng vòng thế này đéo phục đâu. Rồi admin xàm lờ thật, đang đấu thế này. Ở đây rồi, vô rồi. Hên quá anh em ạ, xém nữa là mình tưởng là lát lại có choáng. Và đây là cú dịch chuyển tức thời đến từ QOBO. Và vô, thắng rồi anh em ơi. Thắng rồi, ui dồi ôi, mình quay mà mình run hết cả người. Cuối cùng thì cũng đã hết lát. Ui dồi ôi, admin Hên nó còn hiểu cho mình được, nó biết mình đang làm clip, nó hết lát cho mình cái vòng 7 đấy anh em ơi, run quá anh em ạ. Không một đối thủ nào có thể tránh nổi hai đòn của QOBO nếu chỉ một cú dịch. Nãy giờ mình thấy chỉ một cú dịch và một cú Kame là kết thúc trận đấu, không cần nói nhiều cả. Quá mạnh luôn, quá kinh khủng. Và bây giờ mình đã hết item rồi, nhai item vào chơi tiếp khô máu mà. Hôm nay là mình đã quyết định là khô máu với anh em rồi. Khô máu luôn, 285k sức đánh. Và không những thế là một lượng HP khổng lồ tới 2,6 triệu nha anh em. Bây giờ các bạn hỏi thì 2,6 triệu HP nhá. Toàn mang đồ sức đánh không thôi. Sức đánh khủng mà HP vẫn khủng nữa. Giá 3K6 chí mạng gốc 22%. Cây 800k. Nếu như mà cây 800k thì các bạn xài khiêng xong các bạn dùng dịch chuyển, đó là Kame vẫn còn tốt chám, vẫn còn ổn định, không sợ phải thiếu cây. Đấy, tại vì sao mà lý do các bạn chơi trái đất là phải có đồ hụt cây đấy. Đó là lý do như vậy. Nếu như mà chơi Namex, chơi trái đất thì cứ nên có một món hút KI để thủ trong hành trang đi. Để sẵn trong hành trang thì cái arc này thì mình để ở rương nhà rồi. Đấy, vẫn có một món hút KI rất cần thiết đối với lại trái đất. Chúng ta cần những cú như Kaioken chẳng hạn. Mà một số thanh niên dạo này bây giờ, thanh niên leo cái giải này toàn là nó toàn cầm Kaioken. Ui dồi ôi, hai thanh niên bật cờ đánh nhau kìa. Vỡ mồm, sắp vô trận rồi mà còn bật cờ đánh nhau nữa. Vòng 7 của chúng ta sắp diễn ra rồi anh em ơi. Chỉ vài chục giây nữa thôi. Khá là hấp dẫn và khá là hồi hộp. Không biết đối thủ của chúng ta sẽ là ai đây? Sẽ là ai đây? Là thanh niên trái đất ZLZ0X0ZLZ. Rất siêu kinh điển. Anh ta tới 866k HP. Liệu anh ta có nát khiêng được không đây? Anh ta có khiêng không đây? Hình như có vẻ anh ta khá là chắc tay. Sợ anh ta tung ra cú choáng của anh em ạ. Đã bật khiêng trước mình luôn. Và có choáng xịt rồi anh em ơi. Rất may mắn anh ta đã choáng xịt rồi. Và bây giờ là lợi thế thuộc về QOBO nấu quỷ. Và cú Kame vừa rồi nát khiêng ZLZ0X anh ta lên bảng. Và phần thắng lại thuộc về QOBO nấu quỷ. Vượt qua vòng 7 lại là một cú dịch chuyển và một cú Kame hất tung đối thủ và chiến thắng vòng 8 rồi anh em ạ. Rất tuyệt vời. Lâu lắm rồi mình mới có cái cảm giác này anh em. À, quá bá đạo đi, phải đang quá dữ. À, quá ba đạo, chúng ta cùng nhau ngắm lại đồ con đệ nào. Phải nói rằng một con đệ khủng nhất server 2 như thế này thì không còn ai có thể chê bai vào đâu được. Quá điên cuồng, một con đệ quá điên cuồng. Ở server 2 hiện tại thì có một cái găng thần trái đất mà anh em còn nhớ cái clip mà mình đập găng thần trái đất lên cấp 7 với F21 phần trăm sức đánh không? Đó là cái arc Okenzen á, đó cái arc đó thì mình đã từng qua tay mình rồi. Nhưng mà hiện tại thì nó thất lạc ở đâu mình cũng không biết nữa. Hiện tại thì ai đang chơi đấy, nhưng mà mình chỉ biết là có găng thần trái đất cấp 7, 21% sức đánh. Năm ngoái đi offline admin tặng cho anh Kenzen, anh Lê Phước Trung. Đấy, nói chung là vậy. Cái arc đó thì có găng thần trái đất mình cũng đã từng làm clip rồi. Clip đó đạt trên 100k lượt xem, hơi kinh đấy anh em ạ. Những clip có găng thần nó hơi ghê đấy. Và găng thần Namex ở server 2 hiện tại chưa có ai cả, chưa có ai sở hữu găng thần cả. Tại vì găng thần Namex ở server 2 chưa thấy gì cả. Hiện tại thì mình chỉ mới thấy găng thần xây ra F 30% HP với lại cái găng trái đất F21% sức đánh cũng có một cái, nhưng mà không biết nó lưu lạc ở đâu rồi, lạc trôi ở đâu rồi á. Với lại bây giờ sức đánh chắc là sức đánh con đệ của mình như vậy chắc chả ai qua nó rồi ở server 2 nhá. Mình không nói những server khác. Nếu như mà cái găng thần này 18% sức đánh thì con đệ sẽ đạt tới 108k sức đánh anh em nhá. Mình đã xem và đã tính hết rồi.
tính kỷ lưỡng hết rồi. Thôi chúng ta chuẩn bị vào lại vòng 8 nào anh em ơi. Vòng 8 của chúng ta hy vọng là sẽ gặp một đối thủ nào đó mạnh một tí nhá, để chúng ta có lấy nguồn cảm hứng và đập sấp mặt tụi nó nhá anh em. Rồi vòng 8 ơi, không biết gặp ai đây, hy vọng là gặp thanh niên xây ra đi cho nó dễ chống đỡ, chứ gặp mấy thanh niên trái đất mà vip vip là hơi khó đấy. Nhưng mà không sao, chơi tắt nhá. Hôm nay là QOBO nào quy xác định là cân hết rồi. Ăn trộm kìa anh em, ăn trộm mình đã nghèo rồi, ăn trộm lại còn đi ăn trộm của mình. AD cũng tạo ra những cái vớ vẩn thế này. Rồi ôi, đã nghèo rồi lại còn đi ăn trộm của mình. Mày xem này, hành trang tao có mỗi 5.7 triệu thế này. Đấy, mày xem mày lấy được thì mày lấy đi. Úi rồi, hình như có ai bỏ cuộc đấy sao ạ? Mình đã vào vòng 9 rồi anh em ơi, có người bỏ cuộc rồi. Chắc là nhường lại sàn đấu cho mình, quá phê lòi. Vòng 9 sắp diễn ra rồi anh em ơi. Vậy là như mình đoán đúng là tầm 10 vòng là hết, chắc là 9 vòng. Vòng này là vòng chung kết, mình nghĩ là vậy. Để mình xem thử coi đủ khu vực, thử coi còn ai VIP nữa không. Úi giời, vẫn còn 3 khu trên 7 người này anh em. Mình sẽ xem qua khu 3 xem nào. Úi giời, khá nhiều thanh niên VIP, từ khỉ 7 tới lại thanh niên có hợp thể mấy triệu HP không à anh em. Để mình xem nào. Ôi giời ơi, xem thử coi mình sẽ là gặp ai. Anh niên này qua 1.2 triệu HP à? Khá ghê đấy. Thanh niên Obama là sao? Anh niên Obama nhiều triệu HP. Anh niên Obama 1.4 triệu HP à? Thôi cũng được, gặp thanh niên nào chơi thanh niên đấy trích luôn, không phải xoắn gì hết. Qua khu không xem mày có ai mạnh mẽ không nha anh em. Để xem dò xét tình hình, chuẩn bị chiến đấu. Anh em phải chuẩn bị chứ, không chuẩn bị làm sao mà thắng được. Cái gì cứ phải chuẩn bị cho nó an toàn anh em ạ. Chắc ăn mà. Người ta gọi là cái này, người ta gọi là chắc gỗ chắc nước sơn. Ui giời, trong khu này thì không có ai đấu rồi, tại vì toàn gà không, chắc là thua hết rồi. Đang đi đánh ăn trộm. Ui giời, khá là vui anh em. Thanh niên đang, ui giời, có vàng kìa. Ui giời, chưa kịp nhạt anh em ạ. Mấy thanh niên rất lẹ tay. Mấy thanh niên rất nhanh tay. Thôi được rồi, chúng ta chuẩn bị tới với lại trận đấu thứ 9, trận đấu siêu kinh điển của chúng ta. Có thể nói đây là trận đấu chung kết của chúng ta, chung kết mùa giải LCD Ngọc Rồng Online năm 2017 của chúng ta sắp diễn ra, giữa trận đấu QOBO và đối thủ nào đây? Chúng ta cùng nhau chờ đón nào. QOBO sẽ gặp ai đây hả anh em? Rất siêu kinh điển luôn, rất ghê. Quá ghê, quá nguy hiểm. Và đây là quá ghê quá nguy hiểm. Bắt chín lại là xin chờ quay vòng vòng. Hy vọng là admin không làm mình lag và không làm mình đợi chờ thêm một lần nào nữa. Lại lag rồi anh em ơi, hên quá anh em ạ. Trận đấu ui rồi ôi, hên quá không lag. Và thanh niên lần giờ mình gặp sẽ là một thanh niên khá là cùi, 700k HP theo như mình nhìn thấy. Và có khỉ vậy rồi, có choáng rất trâu. Anh ta tính làm gì thế kia? Nhưng mà một cú dịch chuyển anh ta lên bảng không cần ca mời. Và bận nhận được 10 triệu vàng, 10k vàng chứ anh em. Xin lỗi anh em, mình hay bị cái bệnh ảo tưởng. Và tiếp theo của chúng ta đó chính là vòng 10. Đây chính là mới là vòng chung kết của chúng ta ở cái giải LCD mùa giải chung kết thế giới của Ngọc Rồng Online năm 2017 sắp diễn ra. Ở vòng chung kết của chúng ta, bạn được vào vòng 10, rất tuyệt, rất phiêu. Một cảm giác quá là sung sướng, lâu lắm rồi mình mới có cái cảm giác này. Và cái đặc biệt hơn đó là cảm giác vô địch nha anh em. Mình chuẩn bị đang khởi động tay và chuẩn bị cho cái dự án tiếp theo đây. Chuẩn bị vào vòng 10 rồi, quá hồi hộp anh em ạ. Hiện tại thì item vẫn còn 3 phút được. Càng đây. Mình vẫn phải để đồ như cũ đi ha. Vẫn để đồ như cũ đi. Hiện tại nãy giờ mình đi 9 vòng rồi. Mà không ai vượt qua được nổi một cú dịch chuyển, một cú ca mê của mình cả. Hình như toàn là yếu đuối không? Hay là do ạc mình quá mạnh hay chăng? Chắc là do ạc quá mạnh rồi. Quá tự tin. Tự tin phe cá tính là đây. Rất tuyệt. Quá đều cáng. Rất tuyệt vời. Rất phiêu. Một cảm giác quá tê lòi. Còn gì để nói nữa? Hai từ quá phê để nói hết nỗi lòng này anh em ạ. Thôi được rồi, chúng ta sẽ đợi ghi danh và đi vào vòng 10 anh em ạ. Rồi ôi, sao lâu thế nhỉ? Vòng cuối cùng sao lâu thế nhỉ? Không biết mình sẽ gặp ai, để mình đoán xem mình gặp ai nhá. Thanh niên hết tiền 277 này thì không phải rồi. Để mình xem ai mình sẽ gặp ai ở vòng 10 này nào. Thì chỉ có khu 2 với là khu 1 thôi. Chắc là ở khu 1 rồi, nó đang nằm ở khu 1 hoặc khu 0 rồi. Để coi qua khu 1 cơ nào. Khu 1 thì có thanh niên tan sát à? Tàn sát 190 à? Ui dồi, có thể mình gặp thanh niên tàn sát 190 này lắm. Hoặc là thanh niên xây ra này. Để mình xem có đúng không. Ôi dồi ơi, what the fuck. Vòng 10 lại là một thanh niên qua 233. Anh ta chỉ 1458, 3k không có hợp thể luôn. Vòng 10 nha anh em. Đây là trận chung kết. Một trận chung kết siêu dễ dàng dành cho QOBO NOQ à? Hay là anh ta hack hay như thế nào đây? Nhưng mà hack thì mình có cách trị hack rồi. Qua 242 anh ta có vẻ nói là rất tuyệt vời. Ây dồi ơi, sao kỳ vậy ta? Úi giời, không nát khiêng luôn kìa. Oh what the fuck, rồi win rồi anh em ơi. Vòng 10 và mình đã vô địch giải LCD mùa năm nay rồi. Úi giời ơi, đá quá trời này nhưng mà không lượm được anh em ạ. Chúc mừng QOBO NOQ vừa vô địch giải ngoại hạng Anh.
Ui dồi ơi, rất tuyệt vời. Mình không ngờ vòng 10 lại gặp một thằng xây ra quý bắp như vậy. Nó chỉ mới 400k HP và chưa hề có bông tai nha anh em. Rồi ôi, không thể ngờ được. Và cuối cùng thì mình đã vô địch rồi. Rất phiêu, một cảm giác vẫn còn đâu đó, vẫn còn phê lòi xung quanh ta. Và cảm giác đó lại quay trở lại rồi. Bạn đã vô địch giải gần đây, xin vui lòng đợi giải sau. Úi dồi, một lần nữa lại khẳng định QOBO khóa ba đạo anh em. Thôi được rồi, clip này mình dừng lại tại đây thôi. Cũng hơn 20 phút rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip của mình. Đừng quên ấn đăng ký và ấn chuông nhá. Và đặc biệt like đặng ủng hộ cho Còi. Ok, bye anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ và ngập tràn. Nó gọi là cái hạnh phúc cơ mà. Ok, bye anh em đó mà. Ok.